Now in Vietnam we have a song very popular in Vietnam. A lot of these people like this song because it reflects now the feeling of our people. The title is Nhân Danh. On behalf. Yes, on behalf. I am introducing to you. Steve, why don't you explain a little bit about this? This is a song which Pham's we can sing two different ways. Perhaps you can translate as you go, and then we will explain if people, if there are any questions. It is also a protest song. It is a but not song. Only protest. Protest and propose one solution. Vì giờ mình tôi phải giết, phải giết, giết một người, giết một người, xin nhân danh ngồi dưới mặt trời. Vì giờ mình tôi phải giết một người. For my defense, I must kill one man. For my place in the sun, I must kill one man. Vì gia đình tôi phải giết, giết mười người, giết mười người. Xin nhân danh hạnh phúc là gọi. Vì gia đình tôi phải giết mười người. For the family, I must kill 10 men. On behalf of prosperity, I must kill 10 men. Vì xóm làng tôi phải giết, giết ngàn người. Ngàn người, xin nhân danh ruộng đất nẹp mỏi, xin nhân danh ruộng đất nẹp hỏi, giết ngàn người. For the village, I must kill hundreds of men. On behalf of Migerland, I must kill hundreds of men. Vì dông nói tôi phải giết, giết vạn người, giết vạn người. Anh tổ quốc đẹp người, vì nói tôi phải giết mọi người. For the nation, I must kill thousands of men. On behalf of fatherland, I must kill thousands of men. Lý tưởng tôi phải giết, giết triệu người, giết triệu người. Xin nhân danh giải phóng loài người. For my ideology, I must kill millions of men. To liberate all mankind, I must kill millions of men. Nhân loại tôi còn giết, giết trọn loài người, giết trọn loài người. Xin nhân danh đường lối hòa bình, xin nhân danh đường lối hòa bình. Giết luôn tôi. For the human race, I must kill everything else. On behalf of the lasting peace, I must kill myself. Is that the end of the song? Yes. Good God. You know, in Vietnam, when I sing this song, people applaud me. But I talk to the people, to the audience. I apologize, but I must to refuse your applause, because you don't have to applaud a killer. On behalf of many beautiful things, they push the people to kill the people. So because of you applause me, I must to sing another way. For my defense, I must save one man, save one man. For my place in the sun, for my defense, I must save one man. For family, I must save 10 men. On behalf of prosperity, I must save 10 men. For the village, I must save 100 men. On behalf of Migerland, I must save 100 of men. For the nation, I must save 1,000 of men. On behalf of fatherland, I must save 1,000 of men. For my ideology, if I have one, I must save millions of men. To liberate all mankind, I must save a million of men. For the human race, I must save everything else. On behalf of the lasting peace, I must save at first
my son. That is a proposition. One protestation supposed to have one proposition. It is the title now. On behalf. Thank you, Mr.